ấm siêu tốc là thiết bị gia dụng không còn quá xa lạ gia đình Việt Nam hiện nay. Chúng được nhà nhà lựa chọn vì sự tiện lợi và nhanh chóng. Ấm siêu tốc có được điểm mạnh bởi nấu nước rồi rất nhanh chưa đầy 5 phút. Tuy nhiên trong một thời gian sử dụng, bạn sẽ bắt gặp nhiều điều thắc mắc về chiếc bình này, nhưng đôi khi lại không tìm được ra câu trả lời. Vậy sau đây Tò Mò TV sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc giúp các bạn nhé. Chỉ cần bạn biết được ba mẹo này, tôi thể bạn sẽ không bao giờ phải mua bình mới đâu nha. Đầu tiên, khi sử dụng một thời gian có nhà thì bị hư không còn sử dụng được nữa nhưng có nhà thì dùng đến giờ vẫn chưa hỏng đều mua chung một thời điểm đó vậy nguyên nhân đó là gì các cụ nói đâu có sai của bền hay không là do người dùng mách nhỏ bạn cách để bình không bao giờ bị hư hỏng ấm siêu tốc đó là khi bạn bạn đu nước sôi xong bạn vẫn đổ nước ra bình thường nhưng tuyệt đối không được đổ hết sạch nước sôi trong bình phải trở lại một ít nước trong bình đó cũng chính là sai lầm của nhiều người đổ nước phải đổ hết sạch sành xanh nước rất dễ hư bình nguyên nhân là do ấm siêu tốc phải cần tạo nhiệt độ lớn để làm sôi nước nhanh mà khi đó bạn đổ hết nước ra nhiệt sẽ tỏa ra là chảy hết nhựa linh kiện bên trong bình như vậy bình sẽ không còn hoạt động được nữa ngược lại nước còn trong bình nước sẽ điều hòa nhiệt độ từ từ xuống không làm ảnh hưởng đến nhựa linh kiện trong bình đó vậy là bạn biết nguyên nhân bình nhà mình hay hư rồi nhá đừng đổ cho là mua phải hàng kém chất lượng tội anh nhà sản xuất lắm a à hi hi thứ hai khi bạn sử dụng ấm siêu tốc lâu ngày hầu như nhà nào cũng gặp tình trạng đáy bình bị ố vàng khi nhà bạn gặp vậy rất ảnh hưởng cho sức khỏe trong gia đình và gây mất thẩm mỹ vô cùng nguyên nhân của ố vàng là do nước trong nhà bạn có phèn khi đun sôi nước ở nhiệt độ cao và lâu ngày phèn sẽ tự động bám bên dưới đó cũng là cách hay để nhận biết nước nhà bạn có phèn hay không từ ấm siêu tốc đó nha vậy làm cách nào để loại bỏ được vết ố vàng này rất đơn giản, bạn chỉ cần rót một ít giấm vào ngâm, chỉ cần để một thời gian thôi, những mảng bám đó tự bong chóng tức thì, như vậy bạn lại có bình như mới mua. Để sử dụng rồi, không cần quá cầu kỳ phải không? Nếu trong quá trình sử dụng mà bạn lỡ làm hư rồi thì phải làm sao? Bạn đừng vội bỏ đi để mua bình mới nha. Uổng phí lắm, đa phần ấm siêu tốc đều bị hư thì chỉ có hỏng một trong ba linh kiện này thôi, đó là ở tay cầm, đế phích và đế ấm bạn hoàn toàn có thể thay thế nó rất dễ dàng mà không cần phải ra tiệm sửa. Hiện nay linh kiện ấm siêu tốc cũng được bán rộng rãi trên các trang bán hàng online rẻ bèo. Một bộ gồm 3 linh kiện như vậy chỉ có vài chục nghìn. Linh kiện rất dễ tháo nắp đến phụ nữ còn làm được mà. Nếu bạn muốn mua linh kiện này, tôi có ghim sản phẩm dưới phần bình luận đó nha. A hi hi. Vậy chỉ trong vài phút bạn đã nắm được toàn bộ điểm yếu của ấm siêu tốc rồi. Và đấy là những gì tò mò TV mách bạn cách để bảo vệ bình nhà mình một cách tốt nhất nhé. Nếu nhà bạn còn gặp tình trạng gì về ấm siêu tốc thì hãy bình luận ngay bên dưới để Tò Mò TV sẽ giải đáp thắc mắc trong những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay bạn hãy đăng ký kênh Tò Tò TT Ti Ti và hãy like, chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.